Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Văn hóa Việt ngày 2 tháng 1 năm 2024 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban tổ chức Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế công bố Festival Huế 2024 và lễ hội sân khấu hóa tái hiện lễ bàn sóc triều Nguyễn. Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật Đông Dương tại thành phố Hải Phòng kỷ niệm một năm thành lập, mở cửa đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan và thưởng lãm. Kỳ nghỉ lễ dương lịch dịp để du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên và có nhiều trải nghiệm thú vị tại cao nguyên Mộc Châu. Ngày 1 tháng 1 tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Ban tổ chức Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã công bố Festival Huế 2024 là lễ hội sân khấu hóa tái hiện lễ bàn sóc triều Nguyễn. Lễ hội đầu tiên của Festival Huế 2024 với định hướng tổ chức lễ hội 4 mùa trong năm. Trải qua hơn 24 năm tồn tại và phát triển, Festival Huế đã trở thành một sự kiện được chú ý trong hệ thống các festival trên thế giới. Tuần lễ trọng điểm Festival Huế 2024 từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 6 sẽ tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động Festival nghệ thuật chất lượng cao, quy tụ các nghệ sĩ của Huế, các vùng văn hóa Việt Nam và các đoàn nghệ thuật đặc sắc quốc tế. Festival Huế 2024 định hướng 4 mùa sẽ tiếp tục khai thác các lễ hội trải dài trong năm như các hình thái lễ hội dân gian, lễ hội cung đình, lễ hội tôn giáo, lễ hội truyền thống, đồng thời từng bước xây dựng các chương trình lễ hội mới phù hợp với xu thế, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng, phát triển trở thành sản phẩm du lịch định kỳ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội để Thừa Thiên Huế thực sự trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Festival Huế 2024 sẽ được tổ chức với các hoạt động liên tục kéo dài trong suốt năm theo định hướng 4 mùa, nhằm tôn vinh quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để Thừa Thiên Huế thực sự trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Cùng ngày, tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, lễ bàn sóc triều Nguyễn do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa với mục tiêu giới thiệu những giá trị văn hóa lễ hội gắn liền với di sản. Mới đây, tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, trong khuôn khổ Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023, đã diễn ra chương trình Di sản văn hóa Bắc Bộ, Trung Bộ, bế mạc Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023 và chào đón năm mới 2024. Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề Sắc màu di sản, hội tụ và lan tỏa diễn ra từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại huyện Hoa Lư, thành phố Ninh Bình với 4 hoạt động đặc sắc gồm chương trình khai mạc Festival, chương trình di sản văn hóa Nam Bộ, chương trình di sản văn hóa Bắc Bộ, Trung Bộ và giao lưu quốc tế, chương trình bế mạc Rực lửa Cố đô chào đón năm mới. Tại Festival Ninh Bình đã diễn ra hoạt động chương trình ý nghĩa mang tính kết nối và lan tỏa cao. Dự kiến Festival sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm, hứa hẹn trở thành một lễ hội văn hóa du lịch đặc sắc của tỉnh Ninh Bình, đáp ứng nhu cầu giải trí, thưởng thức nghệ thuật của nhân dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy giao lưu hợp tác, phát triển văn hóa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, tại thành phố Hải Phòng, Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật Đông Dương đã kỷ niệm một năm thành lập, mở cửa đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan và thưởng lãm. Bảo tàng hiện đang lưu giữ và trưng bày trên 15.000 hiện vật có niên đại từ hàng trăm năm đến hàng ngàn năm tuổi. Tại lễ kỷ niệm, du khách được chiêm ngưỡng hùng thư bảo điện hay những hũ nhỏ xinh đựng gia vị có từ thuở Hai Bà Trưng dựng nước. Cả những hiện vật gốm đá, đồ đồng, binh khí, thạp, đĩa, hũ, bình hay đồ trang sức từ văn hóa Phùng Nguyên cách nay gần 4.000 năm, đến thời Lý, Trần, Mạc, rồi nhà Nguyễn đều được nâng niu và đánh số. Hôm nay rất là vui và được vinh dự đến thăm Bảo tàng Đông Dương ở Hải Phòng. Cũng trước kia thì cũng chỉ được nhìn qua sách vở, xem qua sách vở. Thế nhưng mà hôm nay thì tận mắt đến chứng kiến những tất cả những cái sản phẩm, những cái tác phẩm của các cụ thời xưa để lại. Cũng rất là vui và rất là thấy giá trị. Đây cũng là một cái giá trị về tinh thần, về văn hóa cũng rất là tốt. Ngoài ra, bảo tàng còn lưu giữ những cổ vật đặc biệt có giá trị lịch sử lâu đời như đôi câu đối cổ, ca ngợi công ơn Đức Vương Ngô Quyền có niên đại thế kỷ 18, lưu hương triều Lê Trung Hưng thế kỷ 16-17 hay bộ ba pho tượng đệ nhất thành Mẫu Liễu Hạnh
mẫu thượng thiên, mẫu thượng ngàn và mẫu thoại, một tứ bất tử trong truyền thống thờ phụng của người Việt, bức tượng Phật Bà Quan Âm, Thiên Thủ, Thiên Nhãn và nhiều hiện vật khác. Sau một năm hoạt động thì bảo tàng chúng tôi cũng đón được hơn 30.000 lượt khách, nhưng cơ bản là các cháu học sinh và sinh viên cũng như là những người yêu văn hóa. Đa số các bảo tàng ở Việt Nam bây giờ là hiện tại là đang là chỉ dừng lại ở cái khâu trưng bày và bảo quản, chưa đi vào nội dung về các cái giá trị văn hóa của các hiện vật. Thì cái hướng bảo tàng của chúng tôi là muốn đưa vào các cái giá trị văn hóa đó, một mảnh vỡ cũng là một trang sử, một hiện vật cũng là một cuốn sách để nói về các cái giá trị văn hóa 4.000 năm lịch sử của chúng ta. Cái nghĩa của Đông Dương ấy, trong cái tâm thức của người Việt Nam ấy, nó còn là một cái thời kỳ pháp thuộc. Vì vậy là có thể trong bảo tàng là sẽ dần dần có thêm những các cái hoặc là có cái bề dày hơn về cái lịch sử 200-300 năm vừa xong, từ trang phục, quần áo đến đồ, đến cái đèn dầu, đến cái gì đó để người ta nhớ lại một cái thời kỳ mà dân tộc ta đấy đã trải qua, đã làm cuộc kháng chiến để giành lại cái độc lập cho đất nước mình. Tương lai ấy, tôi nghĩ rằng ấy, Bảo tàng Đông Dương có điều kiện để tiếp tục đi xa. Một nhà đấu giá cũng rất là chuyên nghiệp. Bảo tàng Văn hóa Nghệ thuật Đông Dương được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cấp phép hoạt động với hình thức bảo tàng ngoài công lập dưới sự quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng và chính quyền địa phương. Bảo tàng đang mở cửa miễn phí cho du khách và hứa hẹn sẽ trở thành địa chỉ đỏ cho du khách ưa thích khám phá văn hóa nghệ thuật Đông Dương. Tháng 1, thành phố Móng Cái tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đình Trà Cổ. Ngôi đình có những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc độc đáo này đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định số 1225 ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đình Trà Cổ được xây dựng vào thế kỷ 17, nằm ở trung tâm của bán đảo Trà Cổ xưa, nay thuộc địa bàn khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đình Trà Cổ trở thành di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1974. Diện tích được khoanh vùng bảo vệ là 1.726,6 m², là nơi lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị văn hóa lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc, ghi dấu những cống hiến lớn lao của các thế hệ cha ông trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Năm 2014, Đình Trà Cổ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận là một trong 15 điểm du lịch của thành phố Móng Cái. Trung bình mỗi năm, Đình Trà Cổ thu hút trên 20.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái. Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La lần thứ hai được tạp chí World Travel Web vinh danh là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới năm 2023. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch là dịp để du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và có nhiều trải nghiệm thú vị tại cao nguyên Mộc Châu tươi đẹp. Nhờ sự ưu ái của tự nhiên nên Mộc Châu được biết đến là thiên đường của các loài hoa. Mùa nào cũng có hoa để ngắm, để chụp ảnh khiến danh tiếng nơi đây càng hấp dẫn du khách. Nhiều loại hoa nở vào dịp đầu năm làm cho phong cảnh Mộc Châu trở nên rực rỡ, quyến rũ hơn bao giờ hết, làm thỏa mãn tình yêu thiên nhiên của biết bao du khách. Khi mà công ty em tổ chức hôm nay lên Mộc Châu ấy, thì cảm thấy rất là tháng này là Mộc Châu đang rất là đẹp và mát mẻ, nắng ấm. Nên là công ty em tổ chức lên Mộc Châu để du lịch, thư giãn và xả stress ạ. Thì khi vào một khu vực thì đây là một nơi đúng như kiểu chữa lành á, một nơi để chữa lành, rất là mát mẻ và đẹp trong lành. Phát huy tiềm năng và sự yêu mến của du khách, nhiều người dân bản địa đã khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai và khí hậu để phát triển du lịch. Bên cạnh đó, từ sự cần mẫn, sáng tạo của người dân nơi đây đã tạo ra những sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn hơn khi đến Mộc Châu. Bản Sỏ Lườn nó rất là đẹp, hoang sơ và cũng chưa có ai mang hình ảnh của Sỏ Lườn quảng bá đến với du khách. Cái nét hoang sơ ở đây là hàng năm thì cái thung lũng cải trắng nó rất là đẹp. Với đặc điểm nổi bật là vùng khí hậu cao nguyên ôn hòa, mát mẻ quanh năm, Mộc Châu có cả bốn mùa rõ rệt, nhiệt độ trung bình năm khoảng 18 đến 20 độ C, rất phù hợp cho du khách đến nghỉ ngơi, thư giãn trong những kỳ nghỉ dài. Nghe trên mạng quảng cáo là Mộc Châu đang vào mùa mận, mùa hồng. Hôm nay mình đến đây thì thấy là cả mận cả hồng đều đang rất đẹp. Vào đây là thấy như bát ngàn, cũng là như xương trắng đẹp. Tôi nghĩ rằng chuyến đi này nhà tôi sẽ có được rất nhiều những cái ảnh đẹp.
Giải thưởng điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới tiếp tục cho thấy sự yêu mến, công nhận và tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với sức hấp dẫn và đẳng cấp của du lịch Việt Nam nói chung và của Mộc Châu nói riêng. Đây là động lực để huyện Mộc Châu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, được công nhận là khu du lịch quốc gia Mộc Châu vào năm 2024. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Văn hóa Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.